Kính thưa quý vị, tình hình thật tình hình con em mình chưa tập trung nhiều, học hành thì còn lười ám chơi yêu đương chưa biết điều, đặc biệt là một vài em sau đây xin nhớ lắng nghe. Bé Lê Giang Đạt, học hành thì nhiệt tình những game thì cũng cay hết mình, Bành Thị lo còn lười em lung ban linh hơi lắm mồm, Trần Thị là nhiều thầy cố ghi em hay nhau vũ bàn. Chung được không hả bác? Từ sau cháu Hứa sẽ không đi muộn nữa đâu nha bác. Không không, xin mời đi về cho. Cho mày đi vào rồi bị kỷ luật ai đỡ hộ tao đây. Trời, bác làm gì mà căng? Cháu đây cũng thích nghỉ học. Muốn tôi cho một trận hả? Muốn tôi cho một trận hả? Ôi trời ơi, sợ quá à. Sợ thiệt đó, sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi. Ơ chị Thỏ. Ơ Tuấn. Chị đi đâu đây? Mày đâu ấy? Chị ăn cơm chưa? Mày ăn cơm chưa? Ơ sao chị cứ nói lại em thế? Sao mày cứ nói lại chị thế? Đâu? Đâu? Anh yêu em. Chị ăn cơm rồi. Đây.